Dạ vâng, đến với Trần Nâu xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và video ngày hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024 và BM lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo một lô máy cắt cỏ Nhật Bãi nhá. Và lô ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác 12 chiếc máy cắt cỏ Nhật Bãi. 100% trong lô máy này đều là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng và phần trăm còn cao nhá. Lô này thì vẫn là những dòng máy thương hiệu tên tuổi nổi tiếng và phổ thông thị trường như Mitsubishi này, Maruyama này, rồi Echo Kirit Sinewa. Đấy, em sẽ điểm sơ sơ qua những mẫu máy lâu này có nhá. Và lâu này nên chủ yếu là những dòng máy hệ đẹp đời cao nhá. Đây lên 100% dòng những dòng đời cao và chủ yếu ở cỡ 26cc. Đấy, và những dòng máy hệ chất lượng tùm nhôm nhá. 100% lâu này đều là tùm nhôm hết. Đấy. Điểm sơ sơ qua thì các bác có thể thấy này, Mitsubishi TLE27 nhá. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Mới như máy thùng vậy. Mới 95% luôn nhá. Dòng này cũng là dòng cắt cỏ đời cao nhá các bác. Này đời tôi là E, đời con này là đời 2016 luôn này. Đấy, tùm gờ tùm nhôm nha. Tay cao bắp hệ luôn này. Rồi Mitsubishi TL261. Nếu như bác nào yêu thích dòng Mitsubishi TL ấy, thì không thể bỏ lỡ qua con này nha. TL261. Rồi Mitsubishi TL26 nha. Đấy, Mitsubishi TL231 này. Rồi Mitsubishi TL23. Rồi Mitsubishi TBE27 nha. Cũng là một trong dòng máy cắt cỏ đời cao nhất của Mitsubishi hiện tại. Đấy. Con này công suất nó tương đương TL261 nha. Đấy. Rồi Sinewa, bác nào yêu thích thương hiệu Sinewa thì lâu này có Sinewa nha các bác. Sinewa 26cc, đời cao, tùm nhôm, tay cao bóp hệ luôn nha các bác. Đấy, chúng ta trợ lực luôn này. Rồi Echo 26cc nha các bác. Đấy, Echo 26cc, Echo Kirit 26cc. Rồi Maruyama 26cc nha. Đấy, Maruyama 26cc. Rồi Ryobi hệ Mitsubishi TBE 26cc nha. Đấy, như các bác thể thấy này, lâu này em giới thiệu cho các bác toàn bộ là 26cc, toàn những dòng máy đời cao, máy đẹp nhá. Đấy, các bạn thấy sơ qua. Và tầm giá trong lô máy này thì từ 1.650.000 trở lên nhá. BM thì đa số bán là hàng hệ, hàng tuyển. Hàng hệ là những dòng máy đời cao, máy đẹp, hàng thương hiệu tên tuổi nổi tiếng, và chất lượng và phụ tùng thay thế dễ. Thì tất nhiên giá sẽ có phần nhỉnh hơn những dòng máy phổ thông thị trường. Và cơ bản ấy, thì BM bán những con máy từ cỡ 23cc trở lên. Đấy, không bán cỡ 20cc nhá. Đấy, cỡ 20cc điều bác kêu hơi nhỏ nên không bán nữa. Và những con đấy thì được cái lợi thế tầm giá rẻ, cứ 20cc các bác mua thị trường thì tầm 1.2, 1.3, 1.1 cũng có. Thì bây em ngừng bán rồi đấy, chủ yếu bán những dòng máy hàng hệ nha, thêm một chút tiền thôi nhưng máy đảm bảo cho các bác sử dụng. Và video này cũng như những video trước thì video em này có báo giá rõ ràng chi tiết trên video nha. Với mức giá em báo trên video là đã bao gồm miễn phí ship toàn quốc, không những vậy thì có tặng kèm cho các bác là đủ bộ 5 món phụ kiện nhá. Đủ bộ 5 món phụ kiện. Phụ kiện thì cũng có một dao vuông này, một ổ cước này, một dây đeo, một tip mở buji và một đùng rác nhá. Hàng thì hỗ trợ ship tận nơi tận nhà nhá. Giá bao ship và ship tận nơi tận nhà, đến nơi kiểm tra hàng, đúng hàng thanh toán. Ship mọi miền Tổ quốc nhá, từ Bắc Chí Nam đến tận Hải đảo Phú Quốc hay Côn Đảo em đều ship tận nơi cho các bác nhá. Đến nơi đúng hàng, đúng máy, thanh toán tiền. Đấy, quan trọng là các bác xem kỹ video nha. Bởi vì video ngày hôm nay em sẽ có test thử, báo cáo rõ thô sơ kỹ thuật, tình trạng và phần trăm của máy nha. Đấy, con nào cỡ bao nhiêu, nào bao nhiêu em sẽ rõ để các bác lựa chọn máy, chốt máy cho phù hợp chắc chắn lấy. Bởi vì BM bán hàng là không có lấy cọc nha. Các bác chốt máy trên lô hàng này thì sẽ không phải cọc trước. Thế nên là em mong muốn các bác cần xem kỹ nha, chắc chắn lấy rồi mình mới đặt hàng để đảm bảo hàng đúng nơi, đúng máy cho thuận tiện đôi bên. Đó. Ví dụ như con D12 chẳng hạn này. Ví dụ qua cuối cùng này nhé. Con này em ghi giá D12 này, giá 2.2 cái ghi đây nhé. Giá 2.2 là bao ship này, có đầy đủ phụ kiện này. Về các bác chỉ xăng pha nhớt đổ vào dùng thôi. Đấy, lô này thì 100% đều là động cơ 2 xì nhé. Thế là buộc là các bác xăng pha nhớt. Đấy, máy đẹp sắc luôn này. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu tuần tự từ từng thứ tự một. Giới thiệu từ số 1 cho đến số 12 nhé. Đầu tiên giới thiệu luôn cho các bác con số 1 này. Đấy, một con Sinewa nha các bác. Sinewa đẹp xuất sắc nha, hàng bãi đẹp như nách luôn nha. Con này là con Sinewa, mã của nó là SSR2601 nha. Dòng 34 ly, 26cc, máy đời cao hệ eco tiết kiệm xăng nha các bác. Dòng này thì sản xuất bởi Yamaha này. Đấy. Con này thì động cơ máy móc thì nó xài chung tương đồng với TL, xài chung tương đồng với Echo 260 nha. Thế nên vấn đề phụ tùng thay thế sau này ấy, các bác cứ lấy của Echo 260 sàng qua lắp vừa hết nha. Hiện tại đối với dòng mẫu này ấy, thì chế có mới này, lòng gió có mới này, lòng bạc piston có mới này, rồi điện có mới nha, bình xăng có mới. Cái như phụ tùng rất thông dụng nha. Bạn nào mua những dòng máy này thì thứ nhất lợi thế là tiết kiệm xăng, thứ hai đời cao, phần trăm còn cao, thứ ba là dễ dàng đồ sửa. Đấy, cỡ 26cc thì như con này có thể vụt cước và cắt dao ok nha. Đấy, vụt cước ở mức tương đối. Còn mà để mà vụt cước khỏe thì các bác nên mua những con lòng 40 hoặc 44 ly. Còn cỡ cắt dao hoặc vụt cước của bình thường ấy
thì có 26C con này ok rồi nhé. Số series nó ở đây nha các bác. SSR2601 Yamamiko Combi Java tum nhôm nha. Con này thì làm rẫy làm nương đều ok hết nha, làm cường độ cao thoải mái. Shinewa này, SSR2601 nha. Đấy. Cắn cỏ nguyên bản, đầu bò nguyên bản. Đấy. Máy móc đẹp liên lạc. Với con này hiện tại đang nguyên bản là hệ thống tay lái đơn nha. Đấy. Bên Nhật thì nó có 3 kiểu máy nha. Thứ nhất là máy bao lô, thứ hai là kiểu tay lái càng chữ U, thứ ba là kiểu tay lái đơn như thế này. Với kiểu tay lái này thì nó tùy theo phụ thuộc từng địa hình. Ví dụ địa hình của các bác là vườn cây ăn trái này, địa hình chật hẹp này, cần luồn lách này, cần gọn gàng ấy, thì lựa chọn những kiểu tay này thì mới sẽ là luồn lách vào những vườn cây ăn trái này, rồi địa hình dốc rồi hẹp thì mình dễ dàng đi vào được. Còn đối với kiểu tay càng chữ U này ấy, thì nhiều bác kiểu làm vườn cây ăn trái này, lúc mình khua đi ấy, hai cái tay càng đấy vướng cành cây nó hơi khó chịu. Thì với kiểu này thì một tay cầm trước này, một tay cầm đây nha. Đấy, cứ bóp bóp như vậy này. Đấy, móc đèo đèo đây. Đấy, sử dụng mình có thể dễ dàng luồn lách nghiêng ngả rất là đơn giản nha. Đấy. Rồi mình cứ đứng lên cắp xuống hay xuống đầu xuống cắp đều ok hết. Đấy, kiểu tay lái riêng luôn bạn. Hiện tại em đang để riêng nguyên bản nha. Bạn nào thích tay lên tay gái như thế này em vẫn lên được nha. Có D1 thì giá 1.9 nha các bác. Con này có trợ lực này. Bác nào mà tuổi cao sức khỏe yếu dùng những máy có trợ lực như vậy nó dễ dàng nha. Đấy, em sẽ test nổ thử cho các bác nghe tới máy nha. Máy móc nguyên bản nha. Đấy, các bác thấy này. Tiếng máy rất là chuẩn, rất là êm nha. Các bác đẩy về mức trước ấy là bóp không tác dụng nha. Đẩy về mức giữ ấy là bóp nửa ga. Đẩy xuống cuối cùng là bóp hết ga nha. Hoặc chiếc này có thể thay thế bằng ga chết nha. Đấy, các bác ví dụ muốn dùng làm ga chết này. Các bác bỏ buộc lấy dây buộc cái này lại, vào ga ở đây này. Đấy. Kiểu ga này là ga đa chức năng nha các bác. Kiểu ga này là ga đa chức năng, mình có thể vừa kiểu ga sống mà vừa kiểu ga chết được nha. Rất là ok, kiểu ga này rất nhiều bác ưa chuộng này. Tay ga công tác đây nha, lên là bật, xuống là tắt. Đấy, máy nhẹ nổ, có trợ lực nha. Này rất nhẹ nhàng. Đồ đạc thay thế dễ sẵn sàng. Đấy, máy eco tiết kiệm xăng. Với những mẫu này thì nếu mà các bác cắt dao ấy, đổ đầy bình xăng nhớt bình này này. Cắt được tầm khoảng 2 tiếng nha, nếu mà những bác ga nếp nhả nhát nhả, cỏ có độ vừa phải. Đấy. Mức độ 2 tiếng của bình xăng như vậy là quá ít nhỉ không? D1 1.9 nha. Tiếp theo sẽ đến con D2. Đấy. D2 là con Echo Qris SRE2720 nha các bác. Máy móc đẹp xuất sắc luôn này. Mẫu này là mẫu đời cao hơn của Echo 260, 2650 thị trường nha. Dòng này dòng đời cao rồi, 2720 nha. Dòng này đời cao sản xuất bởi Yamamiko nha. Nhiều bác cũng thắc mắc tại sao con Shinewa này và con Echo này rõ ràng hai thương hiệu khác nhau mà đều sản xuất bởi một tập đoàn Yamamiko. Thì để em giải thích nhá. Với thương hiệu Echo Qris này và thương hiệu Shinewa hiện tại đã sáp nhập thành một nha. Đấy, hai thương hiệu này đã sáp nhập thành một và đổi tên thành tập đoàn Yamamiko. Đấy, các bác có thể lên Google tìm kiếm Yamamiko Corp. Đấy, sẽ ra được những thùng thương hiệu đó. Bây giờ không những hàng máy bã cũng vậy mà cả hàng máy mới nha. Các bác bây giờ mua đập thùng con máy mới Echo IB46 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật ấy thì cái tem nó này cũng là Yamamiko Corp nha, IB46 ấy, hoặc các bác mua Shinewa IE43, bác lật lên tìm những tem này cũng là sản xuất bởi Yamamiko nha. Hiện tại thì thương hiệu Shinewa và Echo Qris như nhau nha các bác, nói thật với các bác là nó đều một nhà máy sản xuất hết. Đấy, hai thương hiệu đã sáp nhập rồi, chất lượng thì vẫn không thay đổi nha. Đấy, có điều đồ phụ tùng nó còn dễ hơn nữa cơ. Đấy, với con này thì nòng nó là 34 ly, đồ đạc phụ tùng thì nó xài chung với Echo 260 nha. Chế thì con này sử dụng chế One Pro Vacuum IG. Đấy. Chế này chế có hai kim chỉnh đầy đủ nhé, kim trên kim dưới, kim nhưng kim ẩn trong. Đấy. Chế này cực kỳ dễ con xăng nha. Máy móc rim nguyên bản, chụp giật trợ lực nha. Bộ viết sáng đẹp nha các bác, bộ viết trắng keng luôn này. Tum mà tum nhôm nha. Đấy. Tum mà tum nhôm. Đấy. Dòng này hệ eco bao cho các bác là tiết kiệm xăng nha. Đệm thì không đầy đủ luôn này. Qris. Đấy, tay ga chết nha, nguyên bản. Công tắc xuống tắt là bật. Các bác có thể lên tay ga bóp được nha. Nếu mà lên tay ga bóp xe đạp ấy thì sẽ lên miễn phí cho các bác. Đấy. Cần này, chắn cỏ cái bản này. Sợ em rửa máy hơi bẩn, hơi lười.
tấn cỏ thư rồi. Đầu bò nguyên bản nhé, cần đầu bò nguyên bản, máy móc đẹp liền lạc nhé. Giá con này là 1.900.000 nha các bác, giá bao ship 26cc, nòng 34 ly, đồ đạc phụ tùng thay thế rãnh và tum là tum nhôm nha, máy hệ có trợ lực nha. Cái kiểu máy như thế này các bác đảm bảo sử dụng, gần như không phải suy nghĩ về vấn đề chất lượng bao giờ nhé. D2 1.900.000 nhé, test nổ thử cho các bác nghe tiếng máy này. D2 1.900.000 nha các bác. Tiếp theo sẽ đến D3 nha. D3 giá sẽ là 2.000.000 nha các bác. Cũng là Kyuris. Đấy. Kyuris FRE2720N2. Nòng là nòng 34 ly, 26cc nha các bác. Nó tương tự như con số 2 thôi. Nhưng mà con số 3 này thì nó có thêm Tiger Mob nha. Con này thì nguyên bản là Tiger Mob, còn kia đời Tiger chết. Cần kiếp nguyên bản này, tấn cỏ nguyên bản, đầu bò nguyên bản nha. Đấy, tum mà tum nhôm. Tay lái lệch nha, tay lái là tay lái kiểu nguyên bản nó. Tay lái lệch như vậy thì nó đỡ bị vẹo người khi có sử dụng nha. Đấy. Bởi vì các ngoài tưởng tượng là cái cắt cỏ, máy cắt cỏ ấy, mình đeo bên phải của mình hoặc bên trái của mình nha, chứ không phải đeo chính giữa. Khi mình cầm kiểu tay lái lệch như vậy ấy, thì nó sẽ cứ tư thế cái hai tay của mình nó sẽ ở chính giữa, không bị vẹo người sang một bên. Đấy. Cái này thì nhà thiết kế ra khá là hay, đời mới đa số nó cải tiến như vậy. Điện thì hông này, dây điện đây đóm đi luôn, lách khá gọn gàng nha. SRE2720 nha, Yamaha Kobe Japan. Nòng 34 ly 26cc nha, bị xăng nguyên bản này, tự giật trợ lực nha. Đấy, chế chiếc sáng đẹp nha. Máy móc đẹp liền lạc, không bể vỡ sức mẻ gì nha các bác. Đấy, em sẽ nổ thử luôn trước con D3 này nha. Có thể giá 2.000.000 nha các bác. Của Echo Kyuris. Con này đồ phụ tùng thay thế là có sẵn con mới nha. Ok. Con D3 này giá 2.000.000 nha các bác. Giá bao ship. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác con D4 nha. D4 là con Maruyama, thương hiệu rất nổi tiếng nha. Hiện tại thì tại thị trường Việt Nam có phân phối bán mới chính hãng hàng Maruyama phiên bản NE nha, rất được ưa chuộng. Còn với con này là con model là JC26 nha, nòng 34 ly. Với mẫu này thì người ta chỉ sản xuất và sử dụng riêng cho thị trường Nhật thôi. Với mẫu này là hệ làm cho chuyên nghiệp nha, cỡ nòng 34 ly làm chuyên nghiệp. Tum sẽ là tum nhôm này, máy hệ xác lớn nha. Chế thì chế bằng bùa gang ngang với kép EZ nha, chế một kim chỉnh. Dòng này chế nổ rất là khỏe và tiết kiệm xăng. Đấy, bình xăng mình sẽ nguyên đi quân bản trắng sáng nha. Và đặc biệt là chụp giật con này là có trang bị trợ lực nha các bác. Đấy, bô vết sáng đẹp này. Dòng này thì đồ phụ tùng có sẵn có mới nha, chụp giật có mới này, bình xăng có mới này,
năm gió năm gì hết, có mới hết này, áo bô áo vỏ có mới hết, bê tông có mới hết nha. Đấy, còn hiện tại hiện trạng như con máy này ấy, là nguyên bản từ A đến Z này các bác. Bề xăng của nó là 700ml nha, có đánh số đây luôn này. Ốc ác 7 màu nha các bác. Đấy, cực kỳ VIP nha, đỏ rực luôn nha. Nguyên bản hết nha các bác. Quá ok nha. Đấy, lốc con này có giật nổi made in Japan nha các bác. Đấy. Nhiều khác lan tăm sợ hàng Trung Quốc này, có made in Japan rõ ràng luôn nha. Số xe đập chìm trên lốc máy nha. Đấy. Tay ga này, tay ga chết nha, nguyên bản nó là tay ga chết. GC26S này, 26GC này. Đầu bò nguyên bản chống cuốn cỏ luôn nha các bác. Chống cuốn cỏ này giống kiểu nhỏ, thân cỏ đầy đủ. Rồi, bây giờ em sẽ nổ thử cho các bác nghe tiếng máy con D4 này nhé. Con này thì có trợ lực. Đấy, máy móc bền. Dòng này thì làm cày cã được nha các bác. Độ bền nó không kém cạnh gì con TL261 nha. Máy nổ siêu êm nha các bác. Êm thì thầm như tiếng gió thở vậy. Máy đẹp xuất sắc luôn nha. Phần nhang con này còn rất là cao. Công tắc đây nha. D4 giá 2 triệu. Tùm rồi tùm nhôm, có trợ lực nha. Đấy. Tiếp theo sẽ đến con D5 nha các bác. D5, con Mavia Ma tiếp tục nha. Cũng là con Mavia Ma. Và con này là con MB2630. Nòng con này là 34 ly, 26cc nha. Con này cũng hệ chuyên nghiệp như con vừa rồi em giới thiệu. Chế con này sử dụng chế Wamro 2 kim WIK nha các bác. Chế 2 kim chỉnh, Mariama luôn này. Đấy, 2 kim chỉnh, kim trên này, kim dưới này, có đầy đủ nha. Tùm tùm rời tùm nhôm nha. Bác nào mà thích tùm rời tùm nhôm, con đúng sườn bài luôn này. Đấy, tùm nhồi rời tùm nhôm, sơn xích nguyên bản nó hết nha các bác. Bô sáng sáng này, mình song sáng này, tay cùm này, nguyên bản có nguyên sơn nha. Tay ga chết, công tác. Lốc con này có dập nổi made in Japan nha. Đấy. Thế nhá. Xe rút. Đấy. Con D4 nhá và con D3 thì về cơ bản thì hai mẫu này giống nhau nha, chỉ qua là khác đời thôi và khác cấu tạo về hệ thống chùm giật hoặc chế chiếc thôi. Còn về cơ bản nòng bạc piston tông, điện bình xăng này đều xài chung nhau nha. Và con này thì nó có thêm cái tính năng là xả áp tự động nha. Cái này khá tự động này, tay cùng lên lái này, cần này, tấn cỏ nguyên bản, đầu bò nguyên bản. Đấy, rất là ok, máy móc đẹp xuất sắc nha các bác. Nổ thử cho các bác nghe tiếng máy nha, có thể nòng 34 ly 26cc nha. Siêu chuẩn nha, rất là êm, máy móc thì đẹp, xuất sắc nha, đỏ lực, vượt trợ lực nha các bác. À, xin lỗi, xả áp. D5 199 nha. Tiếp theo sẽ lên giới thiệu cho các bác con D6 nha. D6 là con Ryobi hệ Mitsubishi nha. Con này có tên là Ryobi, nhưng mà về cơ bản thì con này do Mitsubishi sản xuất nha. Sản xuất tại nhà máy của Mitsubishi luôn. Thương hiệu Ryobi trước giờ người ta không có sản xuất máy cưa hay máy cắt cỏ nha. Thường người ta sẽ nhờ một thương hiệu khác sản xuất cho họ một mẫu máy cưa hoặc cắt cỏ. Rồi người ta về thay đổi màu sắc này, tem dán này, bán dưới tên nhượng quyền là Ryobi thôi. Chứ con này nguyên bản vẫn là con Mitsubishi nha các bác. Con này là con Mitsubishi TBE27 nha. Các bác thấy này, TBE27 này. Đấy, số series đầy đủ nha. Con này sản xuất tháng 6 năm 2017 nha. Với model TBE27 là model máy đời cao nha. Con này thì được sản xuất gần đây thôi. Hiện tại bên Nhật vẫn đang sản xuất những model TBE27. Nòng này là 33 ly, 26cc nha. Đời cao nha. Thế nên là nó có nhiều lợi thế. Thứ nhất về xăng cộ nha.
Con này thì sử dụng chế Wamro với kép IE, chế 2 họng nha. Thế nên là về khả năng tiết kiệm xăng gần như là vượt trội hơn những dòng máy khác nha, kể cả TL261 nha. Nói thật với các bác, con này công suất tương đương với TL261. Đấy, nhưng mà riêng về khoản ăn ít xăng ấy, con này nó chấp 261 tầm khoảng 1/3. Đấy, ví dụ con 261 ngày ăn hết 3 lít chẳng hạn, thì con này chỉ ngày ăn hết khoảng 2 lít 1, 2 lít 2 thôi. Thật sự con này rất là ăn ít xăng nha, bởi vì đời mới nó không cải tiến công nghệ chế hai họng nha, cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Đấy. Rồi tum liền. Còn lốc của nó sẽ dập nổi made in Japan đây nha các bác. Made in Japan này. Các bạn thấy rõ ràng luôn nha. Made in Japan, rõ ràng. Đấy. Máy móc đẹp liền lạc, chụp giật có trợ lực nha. Tay ga bóp này. Đấy, cần cái của nguyên bản nó hết nha. Powerbar Mitsubishi. Đấy, cái tiếng Việt nghĩa là động cơ sản xuất bởi Mitsubishi nha. Đấy. Đầu bò chống uốn cỏ hết nha các bác. Máy móc đẹp liền lạc, xuất sắc luôn nha. Made in Japan. Đấy. Dòng này thì bao cho các bác xài thôi. Dòng này thì siêu tiết kiệm xăng. Máy công suất tương đương TL261. Dòng này đời cao hơn của TL26 nha. Máy móc này hình thức con này cũng rất là đẹp nha. Thường thường những con này thì sản xuất gần đây, thế nên là độ mới bao giờ cũng bao cho các bác phải đạt tầm khoảng 85-95% nha. Thậm chí có những con về Việt Nam như máy mới. Cái con này em đoán giá 1.8 triệu nha, giá cực kỳ tốt nha. Giá 1.8 triệu nha. Tay ga bóp hệ xịn sò này, máy thương hiệu tên tuổi nổi tiếng Mitsu này, mà tiết kiệm xăng, chuột trợ lực, con này thì quá hợp lý với tấm tiền của nhiều bác nha. Đấy, đời cao máy này đẹp nữa, sản xuất 2017 nha các bác. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác con D7 nha. D7 này, con này cũng là TBE27 nha. Đấy, nhưng mà con này là do Mitsu phân phối bán ra thị trường luôn. Như trước em giới thiệu cho các bác ấy, cũng là TBE27 đúng không? Nhưng mà con đấy do Ryobi phân phối bán ra. Thì con này thì do đích thân của Mitsubishi bán ra luôn nha. Mitsu sản xuất, Mitsu bán ra. Đấy, con này TBE27 made in Japan này. Chụp giật có trợ lực nha. Chế Wamro 2 kim và con này thêm hai họng xăng nha, và có thêm kim chỉnh nha. Đấy, có thêm kim chỉnh ở đây nữa. Đấy. Chế thì vẫn chế Wamro với kép IE rồi. Máy móc đẹp xuất sắc luôn, chế Wamro. Đấy. Lốc thì tất nhiên là dập nổi made in Japan nha các bác. Không thể thiếu made in Japan nha các bác nha. Đấy. Tôm và tôm nhôm nha các bác. Đấy. Tem tác đầy đủ luôn này. Con này đời 2014 nha. Đấy, bộ bi trắng sáng đẹp nha các bác. Bị sang nguyên bản trắng sáng, máy móc đẹp liền lạc nguyên bản hết nha. Cái dòng này thì là những dòng đời cao, thiết kế máy nó đẹp bắt mắt, phần trăm còn cao nha. Tay ga bóp hệ luôn nha các bác. Tay bóp của nó là nguyên bản như thế này. Đấy, tay ga bóp hệ luôn này. Tay lái kiểu lệch cũng thấy học. Chắn có đầu bò chống quấn cỏ nha các bác, đầu bò đi nguyên bản chống quấn cỏ, chắn cỏ nguyên bản. Nói chung là con này nguyên bản từ A đến Z hết nha. Giá này sẽ là 2.1 triệu cho đời này. D7 2.1 triệu nha. Mitsubishi TBE27 nha. Con này công suất tương đương với TL261 nha, nhưng mà ăn ít xăng hơn. Đấy, và thêm nhiều cái phụ trợ, ví dụ như trợ lực tay ga bóp hệ nha. Có cái tay cầm luôn này. Nổ thử cho các bác nghe tiếng máy nha. Về khoản đồ phụ tụng như thế nha, con này có sẵn nha các bác. Đấy, nó có sẵn đồ bãi. Bởi những dòng máy này thì nó không phải dòng máy hiếm đồ nha. Hiện tại thì tại Việt Nam những dòng máy này rất là phổ biến. Và trong tương lai, trong vòng tầm 10 năm tới nha, máy bãi tại Việt Nam đa số là những dòng máy hệ này nha. Và cái hệ Cinewa này, Echo này, hoặc Maru này em giới thiệu cho các bác. Nói thật với các bác nha, con TL261 nó được sản xuất cách đây, nó ngừng được sản xuất cách đây 20 năm rồi. Thật sự 20 năm rồi. Mà chỉ trong vòng 10 năm tới nó cứ tình trạng mà máy bãi về Việt Nam nhiều như vậy, hoặc về bên Thái nhiều như vậy ấy, nhập khẩu về Việt Nam ấy, thì kiểu gì sẽ có đến lúc nó hết. Đấy. Rồi đến lúc hết ấy, thì tất nhiên sẽ về những mẫu hàng mẫu mã mới hơn, ví dụ như TBE, TLE. Đấy, như hiện tại Việt Nam bây giờ cũng đang về sẵn nhiều những mẫu TLE, TBE như thế này rồi. Đấy. Trong vòng 10 năm tới thì đa phần Mitsubishi cỡ 26C Việt Nam đều là mẫu này nha các bác. Em khẳng định với các bác luôn. TL đã ngừng sản xuất cách đây 20 năm rồi nha các bác. TL các bác nhìn là hàng hệ đời cao, người ta nói đời cao thôi, nhưng mà cái tuổi đời con đấy cũng khá là cao rồi nha các bác.
Đấy, con này được cao hơn. D7 này giá 2,1 triệu nha. Nổ thử cho các bác nghe tiếng máy nha. D7 2,1 triệu. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bác con D8 nhé. D8 1,650, một con Mitsubishi TL23 nha các bác. Con này Mitsubishi TL23 do Mitsu sản xuất, và con này cũng bán ra bởi Ryobi nha các bác. Bán dưới tên nhượng quyền Ryobi EK23. Nòng con này là 31 ly, dung tích xy lanh nó là 23cc nha. Về cơ bản thì con TL23 này ấy, với TL26 chất lượng như nhau nha. Đấy, có điều là khác biệt về công suất thôi. Còn về cơ bản ấy, thì thật với các bác TL23, TL26 khá mỗi nòng hơi rồi. Còn đâu nhá, bình xăng này, chế này, điện đóm, vôi lăng, lốc, gen đều lắp chung với TL26 nha. Nói chung là TL26 và TL23 nó xài chung phụ tùng với nhau. Bác nào mua TL23 này ấy, thì sau này có lợi thế là sử chung đồ phụ tùng với TL26. Hoặc bác nào không có điều kiện mua TL26 thì mua con TL23 cũng được, nếu như các bác làm mức độ làm vườn. Bởi vì cỡ 23cc này chưa phải yếu đâu nha các bác. Trên thị trường thì nhiều đơn vị bán những con TL20 cơ. Nhưng con TL20 ấy, nó nhỏ hơn, giá rẻ hơn nha, tầm khoảng 1,3-1,4 triệu thôi. Nhưng mà nó bất cập về vấn đề phụ tùng thay thế nha. Còn TL20 chỉ có một số phụ tùng thôi, ví dụ như bộ hơi là không có mới đâu. Còn TL23 này sau này hư hỏng này, bác mua nguyên bộ hơi mới của TL26 gắn qua nha, có 300 mấy rồi. Sau này ấy, gắn qua như vậy ấy, thì con máy TL23 này nó nhảy lên thẳng là TL26 luôn rồi. Còn TL23, TL26 ấy, con này nòng 31 ly, TL26 nòng 33 ly nha. Con này chất lượng không kém cạnh gì TL26 nha. Tum rờ tum nhôm luôn này. Chất chiếc đầy đủ hết nha các bác. Lốc có là nổi made Japan nha các bác. Chế bom rồ nha. Một kim chỉnh. Vô biết sáng đẹp này. Đấy. Tay lái có điều chỉnh nha các bác. Nới này ra này, nó bạc bẻ lên điều hướng, góc độ được hết nha. Đấy. Dựng lên siết lại là ok, hay là chắc ngay. Cần kiếp đầu bò tấn cỏ với bảng hết nha các bác. Máy móc thì đẹp liền lạc, công tắc đây, ấn tắc thả bật. Đấy, tum nhôm luôn nha các bác. Giá có 1,650 triệu thôi. Máy móc bền. Tầm giá khoảng 1,5-1,6 triệu. Đồ phụ tùng thay thế nhiều, máy nổ bốc ấy, thì em đề cử con máy này cho các bác nha. Đấy, đồ phụ tùng nhiều, bền, dễ đồ sửa, máy bốc, con này hợp lý. Ok, nổ cho các bác nghe tiếng máy này. Ga lên nha. Quá ok nha con, tiếng máy không thể chê điểm gì cả. Công tắc đây nha, ấn tắt thả bật. D8 nha, 1,650 triệu nha, tầm giá vừa phải, giá bao ship nha. Bác nào thích cỡ 23cc nhưng mà kiểu thích trợ lực le tay đỏ ấy, thì có thể tham khảo D9 nha, cũng ở mức tầm giá vừa phải nha. Con này 1,750 triệu nha, thậm chí con này cũng tung rờ tung nhôm này, chủ giật trợ lực này, le tay đỏ luôn nha các bác. Con này thì nòng nó là 32 ly, dung tích xy lanh của nó là 23cc nha. Tuy là 32 ly thôi nhưng mà dung tích xy lanh của nó vẫn tương đương TL23 thôi. Đấy. Con này công suất tương đương TL23, con này là TL231, đời nó cao hơn nha. Đấy, thế là có lên thêm led tay đỏ và trợ lực. Đấy, tùm rồi tùm nhôm nha, công tắc ở đây, ấn tắt thả bật. Máy móc đẹp liền lạc nha, bộ viên sáng này. TL231 nha. 010807. Bình xăng nguyên bản hết nha các bác. Đấy, bình xăng trước nguyên bản, chế trước nguyên bản. Lốc có dầu nổi made Japan nha. Cần kiếp nguyên bản, cần mẹ ống tím nhé. Tay ga này nguyên bản là tay ga chết như thế kia nha các bác. Nhưng mà em lắp tên tay ga bóp rồi. Bác nào thích ga chết tay ga bóp thì em có thể đổi lại cho các bác nha. Kể cả con này ga chết bác thích tay ga bóp thì lắp tay ga bóp được. Đấy, cần kiếp nguyên bản này. Đầu bò chống quấn cỏ luôn nha các bác. Đấy, quá vip, tấn cỏ đầy đủ. Máy móc đẹp liền lạc nha. Đấy. TL231 23cc nha. Con này chưa cắt dao, cắt cước thì cắt cước còn non. Đấy, nổ thử cho các bác nghe tiếng máy nha. Có trợ lực nha các bác. Cầm lên đỏ lên. Đấy.
750 nha các bác, giá bao ship. Tiếp theo sẽ đến D10 nha, giá 2,3 nha. Một con máy cực kỳ tên tuổi, thương hiệu nổi tiếng. Một con Mitsubishi TL26, nó cũng phải gọi là máy tai tiếng nha, bởi vì trên thị trường thì rất nhiều máy tàu ở nhà con này. Nhưng mà bên em bán hàng bãi thế không nhầm lẫn vào đâu được nha. Hàng bãi nhìn sẽ biết ngay. Nguyên bản của nòng TL26 sẽ dập nổi số 26 nha các bác. Đấy, để phân biệt với TL23 bởi vì hai mẫu này giống nhau. Chế sẽ sử dụng chế bơm dầu hai kim nha, kim trên kim dưới này. Trên chiếc sáng đẹp nha, ốc ác 7 màu luôn này. Rồi lốc có dập nổi Mitsubishi nha. Đấy. Bình xăng nguyên bản nha. Nòng biếc nguyên bản, bô biếc nguyên bản nha. Tum chiếc sơn chiếc nguyên bản hết, tum nhôm nha. Con này thì có cả thêm chân luôn nha các bác. Nguyên bản với Nhật có chân em để nguyên chân cho các bác luôn nha. Có cả hai chân luôn, chân dưới và chân trên. Đấy, công tắc xuống tắt bật, cùm tay lái sơn nguyên bản hết này. Tay ga chết nguyên bản. Đấy. Nguyên bản từ A đến Z cho các bác luôn, chắn cỏ, đầu bò. Đấy, con này rất là đẹp nha. Máy móc đẹp liền lạc, hơi hám chuẩn nha. Đấy. Đấy. Đổ thử cho các bác nghe được máy này. Con này nòng 33 ly nha, 26 cc nha các bác. Xuống tắt nha, bật lên luôn nha các bác. Thường nó còn quên, giật không nổ. Con D10 giá 2,3 nha. Máy móc, review bản toàn tập. Tiếp theo sẽ đến D11 Mitsubishi TL261 nha các bác. Về cơ bản ấy, đời của TL261 nó cao đời hơn TL26. Đấy. Còn về công suất, chất lượng thì như nhau nha. Đấy. Nòng này vẫn là 33 ly thôi, không phải là 34 ly đâu. Nhiều bác nhầm tưởng là TL261 nòng 34 ly nhưng không phải. TL261 nòng vẫn 33 ly nha. Thậm chí nó xài chung toàn bộ phụ tùng với TL26 nha các bác. Chỉ một vài điểm khác, ví dụ như cái bình xăng nó hơi khác một xíu này, vỏ áo hơi khác này, lốc khác này, cái mặt tum khác này, mỗi vậy thôi. Chế giống này, cổ hút giống này, nòng bằng bê tông gen giống này, bô giống này, điện đóm giống này, cơ bản là giống hết nha các bác. Chất lượng cũng tương đương luôn. Chẳng qua là TL261 một số đời nó cao hơn, nó có thêm tính năng như trợ lực LED đỏ ấy, thì giá nó bị cao thổi lên thôi. Còn về cơ bản chất lượng như nhau. Đấy, như con này giá 2,4 nha. Máy móc đẹp liên lạc nguyên bản, chân chiếc đầy đủ hết nha các bác. Công tắc đây, ấn tắt thả bật, bô biết sáng đẹp nha. Đấy, vì xăng nguyên bản trắng sáng, lốc dập nổi với Japan nha các bác. Đấy. Hơi khó nhìn. Với Japan rõ ràng nha các bác. Đấy. Nòng này dập nổi số 26 nha các bác. Nòng zin nó đều dập nổi số 26 hết. Đấy. Ok. Tay cùm này, tay ga chết nha các bác, cần cái nguyên bản đó này, đầu bò nguyên bản. Đấy, con này giá sẽ là 2,4 nha, nó thử luôn nha. D11 2,4. Tiếp theo sẽ đến D12, chiếc máy cuối cùng. Con này là giá 2,2 nha các bác. Đấy. Nhiều bác thắc mắc tại sao cũng là Mitsubishi nha, cũng là TL, thậm chí con này đời cao hơn, giá rẻ hơn nha. Để em giải thích. Nó dò thị phần thị trường nha các bác. Cái dòng TL261 và 26 ấy trên thị trường rất là ít nha. Và nó có giá trị từ xưa đến giờ rồi, từ cái 10 đến 15 năm trước, từ cái thời mà con này nó chưa sản xuất ra cơ.
Đấy, như con này đời 2017 này. Đấy. Từ như con này đời 2016 nha các bác. Con TL26, 261 đấy, nên nó có nổi tiếng từ ngày xưa rồi, cách đây cả mười mấy năm trước cơ. Đấy, giá trị nó cao từ ngày xưa đến giờ rồi. Nhiều bác ưa chuộng đến từ ngày xưa giờ, dùng quen rồi. Bây giờ có hư hỏng cũng muốn mua cái khác cũng là TL cơ. Đấy, nhiều bác cũng chưa phổ cập với những dòng máy đời mới. Hiện tại thì những con máy đời mới này cũng mới về Việt Nam thôi. Đấy, nhiều chưa thị phần nó chưa có nhiều ấy. Đấy, thế nên là nhiều bác cũng còn mới lạ với mẫu TLE27 này. Còn về chất lượng nó thì nó thật cùng một lò với su ra thì như nhau cả thôi. Nhưng con đời mới này nó lợi thế ăn đi xăng hơn, tính năng nhiều hơn, dễ dùng hơn. Đấy, như con này thì giá sẽ là 2,2 triệu nha. Chính vì độ phổ thông trên thị trường cũng chưa nhiều bằng TL nha. Đấy, không hút hàng TL, thế nên là những dòng máy này giá thành sẽ vừa phải hơn nha. Nó đúng với giá thật nó nha. Nếu một con máy cắt cỏ 26C giá thật nó tum rời ấy, máy hệ như vậy giá nó phải tầm 2 triệu là đúng. Còn những con này là do thị trường nó ít hàng, giá mới đẩy lên thôi nha. Đấy. Như con này thì tum sẽ là tum rời, tum nhôm nha các bác. Đấy, ốc ác này các bác thấy bảy màu luôn nha, mặt tum keng xe beng luôn nha. Made in Japan trên lốc máy nha. Đấy. Chế qua WIA, hai họng xăng hai kim chỉnh nha. Có mã QR đồng hoàng luôn cho các bác nha. Sản xuất tháng 3 2016, TLE27. Nòng 33 ly 26cc. Nó khỏe hơn, phải nói là tương đương với TL261 nha. Công suất tương đương TL261 nhưng mà tiết kiệm xăng hơn nha. Đấy, dòng này thì nó có thêm tính năng trợ lực, có thêm tay cầm bóp. Đấy, cần kiếp nguyên bản, tấn cổ nguyên bản, đầu bò nguyên bản, xóa vip xịt sò. Con này thì mua về sưu tầm cũng được nha các bác. Thật sự máy nó đẹp mà. Đùa phụ tùng thì xài chung với TBE nha các bác. Xài chung với TBE như kìa. Đấy, như con này có TBE này. Đấy, như con này bán rồi. Em còn TLE nha. Nổ thử nha. Riêng về khoảng độ mới cái phần trăm của nó các bác khỏi chê nha. Máy móc như máy thùng vậy. Giá này 2,2 triệu nha các bác ship. Và vừa rồi em giới thiệu cho các bác là 12 chiếc máy cắt cỏ nha. Đấy, các bác cứ xem kỹ video nha, cứ tua đi trở lại xem kỹ. Bởi vì video này của em ấy không phải video trực tiếp đâu. Thế nên các bác có thể tua lại xem lại ở đoạn đầu hay đoạn sau nha. Đấy, tua đi xem trước, tua lại xem sau cũng được. Rồi thấy ưng ý chiếc nào, chắc chắn sẽ lấy chiếc nào ấy, thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 810 để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo nha.